Ê, xin chào bạn, mình là Bác Kiều Phong. Mình đến từ Hà Nội. Yeah, và mình là Nam Mộ Dung. Mình đến từ Sài Gòn. Và bạn là ai vậy? Mình đến từ Quảng Nghệ á. Mình đến từ Quảng Nghệ. Để ta kể tụi mày nghe về Quảng Nghệ của tụi tao đi đằng trước, tụi mày bước đằng sau, sống làm sao? Sống không cần nói chuyện bằng dầu, sống sao cho tử tế vì cuộc đời có là bầu. Yeah, tụi tao cần tỉnh táo, tôn trọng anh em tiện cho việc thỉnh giáo. Đừng thấy tao hiền rồi mày tới phỉnh tao, khi tụi tao đang có thứ âm nhạc đỉnh cao. Đỉnh như kiểu mày nhưng thật ra là chưa đủ. Anh em tao nói nhạc mày chỉ để ru ngủ. Tụi mày nay tiếp xúc với kinh nghiệm phòng thu, đưa thứ nhạc rap trở về thế phòng thủ. Đây là nơi phòng ngủ chứ không phải là phòng vai. Âm nhạc gây nghiện làm dân chơi với còng tay. Tụi tao điều độ chứ không chơi quá mức, biết điểm dừng chứ không bơi quá sức. Ở quê tao là có sông Trà Khúc nè, sông Trà Khúc lấy điếu cỏ ra mà hút nè. Hút rồi bị bác đồ lên phường rồi lệ khê nè. Khê là bị quýnh còn không khê là bị đê nè. Yeah, do Quảng Nghệ tụi tao, tao đi đằng trước tụi mày bước đằng sau. Tao chức mày bàn rap, tao chức mày bàn câu, khi trình độ thực tế thì mình không bằng nhau à. Yeah, đừng có tức tụi tao, sống vì hip hop không quan tâm chuyện tào lao. Mày muốn nổi tiếng thì phải làm sao, thì điều duy nhất là tìm đến tụi tao à. Yeah, đây là 76 trâu, lên rừng Bác Hổ đem về rồi nấu câu. Mày nghĩ là mày đỉnh và mày muốn đấu sau, khi dòng nhạc hip hop đang chảy trong máu tao. Chiều đi ăn xế, sáng ăn sớm mờ, gặp mặt anh em freestyle tới mờ. Rất về tình yêu, cuộc sống hay sự chia ly thì thâu tốt nhất nên anh quay nỗi buồn kia đi. Vì mình là người miền Trung, yêu hòa bình không phân biệt miền vùng. Tụi tao lãng tiếng trong trận chiến Nam Bắc, anh em một nhà thì mày nghĩ ta hàm chắc. Quảng Nam hay Cỡ, Quảng Nghệ hay Lào, đánh chơi với tao thì đảm bảo mày say nò. Thời niên thiếu tụi tôi đốc nguyên điếu, thời mà bao công xử án với chuyện chiều miễn riêu. Tụi tao nói sự thật, không vì vật chất, không chơi như lòa vật. Tụi tao kiếm tiền, cầu xin Thượng Đế, sau đó đến chùa, nghe theo lời Phật. Yeah, giang Quảng Nghệ tụi tao, tụi tao đi đằng trước, tụi mày bước đằng sau. Tao chức mày bàn rap, tao chức mày bàn câu, khi trình độ thực tế thì mình không bằng nhau. Yeah, đừng có tức tụi tao, sống vì hip hop không quan tâm dừng tàu lâu. Sống làm sao, sống không cần nói chuyện bằng dao, sống sao cho tử tế vì cuộc đời có là bao. Yeah, yeah, tụi tao cần tỉnh táo, tôn trọng anh em tiện cho việc thỉnh giáo. Đừng thấy tao hiền rồi bắt nạt nha, khi tụi tao đang thiền thấy kiểu Phật Tất Đạt Đa. Yeah, Quảng Nghệ tụi tao, tao đi đằng trước còn mày bước đằng sau. Sống vì hip hop không quan tâm chuyện tào lao, sống sao cho tử tế vì cuộc đời có là bao.